Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn đây. Và trong video vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao mà mình có thể tạo được một cái tài khoản Gmail có độ uy tín, độ trust cao và tránh cái trường hợp bị chết cái tài khoản Gmail khi mà chúng ta mới thành lập. Và trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một bước vô cùng quan trọng, đó chính là chúng ta có thể tạo ra được một cái kênh YouTube hoàn toàn an toàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào youtube.com và các bạn hãy làm theo tôi từng bước một. Ở đây thì các bạn hãy nhớ rằng đây vẫn là một cái tài khoản mà các bạn đã vào cái giao diện hoàn toàn khác chứ không có liên quan gì tới cái hiện tại mà chúng ta đang vào ở đây, được chưa? Thì bây giờ chúng ta hãy vào, bấm vào phần đăng nhập chỗ này. Thì bây giờ thì tôi đã có cái tài khoản trên YouTube rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tài khoản trên YouTube. Thì ở đoạn này thì tôi sẽ bấm vào cái bánh răng chỗ cài đặt YouTube ở đây. Các bạn hãy làm theo từng bước một. Sau đó chúng ta bấm vào phần tạo kênh mới. Tạo kênh mới. Tiếp theo thì tôi sẽ chọn vào cái phần là sử dụng tên doanh nghiệp hoặc là tên khác. Mình không có dùng cái kênh này. Rồi sử dụng tên doanh nghiệp hoặc là tên khác. Rồi cái tên hiện tại mà tôi muốn làm với chủ đề là về chủ đề khóa học trên Unica. Nhưng mà mình sẽ làm một cái thị trường khác đi. Thì đây là cái thị trường mà mình sẽ làm là đào tạo marketing trực tuyến. Ok, và đây cái thị trường là tôi sẽ làm là đào tạo marketing trực tuyến. Thì đây chính là cái kênh YouTube mà tôi sẽ đặt cho nó. Rồi thì chúng ta đã có một cái kênh YouTube mới của chúng ta. Ở chỗ này khi mà chúng ta đã tạo ra kênh YouTube thành công rồi thì cái bước vô cùng quan trọng mà YouTube nó cần chúng ta làm là chúng ta thứ nhất đổi hình đại diện, thứ hai đổi hình cover. Thì bây giờ tôi sẽ đổi cái hình đại diện trước. Nếu như các bạn đã có một cái hình mà mình đã thiết kế Photoshop từ trước nó thật là đẹp mắt thì các bạn hãy nên dùng cái hình đó. Tuy nhiên là bây giờ mình ví dụ là trường hợp là mình chưa có và mình đang làm rất là nhanh thì tôi thử lên mạng xem search có cái hình nào về đào tạo marketing nó phù hợp hay không, thì tôi sẽ lấy nó làm hình đại diện. Đây tôi lấy ví dụ là cái hình này đi nhá. Trong tương lai thì chúng ta sẽ đổi cái hình khác nó phù hợp hơn, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang làm nhanh. Bấm vào đây, thay đổi cái hình đại diện mà vừa nãy chúng ta đã tải về. Đây là điều vô cùng quan trọng nha, nếu như các bạn mà không có thay đổi hình đại diện, không có thay đổi cập nhật hình bìa thì như vậy thì nó rất là không có an toàn cho kênh YouTube của mình. Ok, thì bây giờ mình đã thay đổi cái hình đại diện thành công. Tiếp theo là chúng ta cần tìm ra một cái hình cover. Đây là mình sẽ lấy thử cái hình này. Trong trường hợp kia thì các bạn nên tự tạo ra một cái hình khác của chính mình. Trong đó có thương hiệu thì nó tốt hơn. Đào tạo marketing. Ok, vậy là tôi đã có hình cover ở trên này. Và dĩ nhiên thì nó không có cập nhật ngay cho chúng ta đâu. Nó sẽ cần một thời gian nhất định để nó cập nhật. Ảnh này quá nhỏ. Ok, thì bây giờ mình sẽ chọn một cái hình mẫu sẵn có trên YouTube. Để chúng ta sẽ cắt cái hình phù hợp sau. Nhưng mà cái hình này thì chúng ta phải cần có trước để cho YouTube nó đánh giá cao kênh YouTube của chúng ta. Sau đó thì bây giờ chúng ta hãy đặt một cái mô tả kênh. Đó, chúng ta hãy nói một điều gì đó. Đào tạo marketing trực tuyến là kênh YouTube
Channel hướng dẫn bạn cách marketing hiện đại trong thế kỷ thứ 21. Hãy nhấn subscribe kênh YouTube để nhận được video mới mỗi ngày. Đó, thì tôi lấy ví dụ đây là một cái mô tả kênh để cho người ta vào, người ta sẽ tạo được cái sự uy tín. Tuy nhiên đây cũng là một cái hình thức để sell kênh YouTube. Và trong những khóa học chuyên sâu thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách để làm như thế nào, nó cụ thể và step by step. Còn đây là chúng ta đang muốn chủ đích là tạo ra một kênh YouTube có độ trớt, độ uy tín cao trong thời gian mà chúng ta mới tạo ra đầu tiên. Ok, khi mà chúng ta thay đổi đại diện rồi, thay đổi cover rồi và thay đổi đoạn mô tả rồi, thì chút nữa thì chúng ta cần phải tạo ra được một cái video đầu tiên, thì YouTube sẽ đánh giá cao hơn là chúng ta tạo ra kênh YouTube xong mà chúng ta không có làm gì cả. Ok, thì trong cái video tới thì tôi sẽ làm mẫu cho các bạn là làm từ A đến Z, từ cái bước mà chúng ta tạo ra một kênh YouTube xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái video đầu tiên và post lên kênh YouTube để tăng cái độ trớt cho kênh channel của chúng ta. Và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Nếu như bạn thấy video này thực sự ý nghĩa và có ích cho bạn thì hãy đừng quên bấm like cũng như là subscribe kênh YouTube của tôi, đó là Sơn PS mà các bạn đang theo dõi ở đây. Ok, xin chào bạn. Yeah.